CDT News, đôi dòng về chàng đạo diễn trẻ Trần Đức Viễn, Pháp TV. Không có công thức nào dẫn đến thành công nếu không trải nghiệm, và có một nhóm bạn trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê đã cùng dắt díu nhau đi qua suốt chặng đường gian khó để tạo nên cái tên Pháp TV, kênh hài YouTube được giới trẻ yêu mến sau gần hơn 2 năm hoạt động. Đặc biệt, vào tháng 10/2016, nhóm làm phim Pháp TV đã vượt mốc 1 triệu lượt theo dõi và nhận nút play mạ vàng từ YouTube. Đằng sau nhóm Pháp TV là câu chuyện khởi nguồn từ chân dung chàng đạo diễn trẻ, gương mặt học viên tiêu biểu Arena Trần Đức Viễn do diễn viên Huỳnh Phương đảm vai. Sau khi tốt nghiệp Arena Multimedia, cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc văn phòng, Viễn đã tìm việc ở nhiều nơi và đối đầu với những điều dở khóc dở cười không kém đoạn clip trên mà những ai mới ra trường đều gặp phải. Có một điều đặc biệt từ Arena muốn kể đến, việc chàng đạo diễn trẻ ấy chọn hướng đi riêng, tự tạo công việc bằng những sản phẩm multimedia và đóng góp từ anh em không phải là lần đầu phá cách của bạn ấy. Như chia sẻ trong bài phỏng vấn của Arena cách đây một năm, Viễn cũng từng pha cách khi còn là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin, nhận thấy bản thân thích công nghệ như những dòng code không cuốn hút bằng việc thực hiện media trên máy tính. Viễn đã chuyển hướng sang học Arena Multimedia với biết bao hoài nghi của gia đình. Tất nhiên, như lúc đầu đã nói, không có công thức nào dẫn đến thành công. Việc bạn phá cách làm khác đi không có nghĩa bạn sẽ bước đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp nếu không có lòng kiên trì và quyết tâm cao. Bằng cả đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ, không chỉ Viễn mà các thành viên trong nhóm đã ngày đêm thôi thúc, động viên nhau vượt qua mọi điều khắc nghiệt trong nghề. Họ, những người anh em, cộng sự tuyệt vời từ đạo diễn, diễn viên, quay phim, dựng phim, hậu kỳ đã cùng nhau tỏa chất khi tìm đúng môi trường phát triển đam mê. Điều này minh chứng cho một niềm tin về sức mạnh tập thể, về một sự hợp nhất vô cùng bền vững. Nói về những gì đã gặt được sau 2 năm hoạt động, Viễn đã chia sẻ trên trang cá nhân như sau. Thành công không nhất thiết bạn phải thay đổi theo thị trường, mà trước mắt bạn phải xử lý tốt vấn đề, mục tiêu, công việc hiện tại của bạn. Hiện tại, Pháp TV có 37 thành viên, đều thuộc thế hệ 9X, gồm người viết kịch bản, đạo diễn, quay phim, diễn viên. Những diễn viên của nhóm được dân mạng yêu mến như Huỳnh Phương, Xuân Vinh, Thái Vũ, Ribi. Chính vì có số lượng người theo dõi khủng, sở hữu hơn 200 đoạn phim như thế, nên thu nhập từ YouTube của nhóm sau khi chia lợi nhuận với công ty, nhà mạng quản lý mỗi tháng là khá cao. Trung bình mỗi tháng, các đoạn phim thu hút dao động từ 3 đến 5 triệu lượt xem. Đức Viễn cho biết thêm, Pháp TV cũng là kênh giải trí có lượt xem nhiều nhất năm 2015. Bước đầu thành công với hơn 1 triệu lượt theo dõi, Arena Multimedia chúc các bạn mãi yêu nghề và gắn bó lâu dài với những điều mình yêu thích. Hy vọng nhóm sẽ sản xuất với những câu chuyện ý nghĩa, độc đáo hơn nữa và được mọi người yêu mến để tiến gần hơn với nút play kim cương từ YouTube. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.